Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ giảm mưa và chuyển mát, Bắc Trung Bộ thì cục bộ có mưa to đến rất to. Sẽ là nội dung chính cho bản tin thời tiết ngày hôm nay. Một bộ phận không khí lạnh đang tiến sát đến biên giới phía Bắc của nước ta. Trong sáng nay, mưa ở Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác, lượng mưa giảm dần. Sau đó từ trưa chiều thì mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi do nằm sâu trong khối không khí lạnh. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày có nắng. Nhưng thời tiết Bắc Bộ chuyển mát với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều ở mức là 27 đến 30 độ, có nơi là trên 30 độ. Ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An sáng sớm và sáng sớm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều nay có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ tại cả hai khu vực này lần lượt ở mức là 27-30 độ và 31-33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại đây là 30-33 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là 29-32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30-33 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ không vượt quá mức là 32 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá cùng gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.